Thế mà có phải thịt chó không? Không, chân giò. Mùi rất là thơm. Riêng nghệ này, mẻ này, mắm tôm này. Hôm nay là ngày 2 mấy rồi? 27. Ngày 7, ăn hết là vừa. Hết là vừa. Cái này biết cái gì đâu, nước đường đấy. Chúng mày dầu à? Không. Chúng mày không dầu. Nói chung nhà hết đường rồi còn nước đường cho vào. Oh, ăn rồi.